Và phạm lỗi của trung vệ Văn Dũng bên phía các cầu thủ Việt Nội. Ban tổ chức thông báo là những đội bóng thi đấu ở lượt trận thứ hai gặp ban tổ chức để nhận danh sách đăng ký và đăng ký cầu thủ thi đấu ở lượt trận thứ hai. Văn Dũng pha bóng rất mạnh lên. Quay trở lại với trận đấu. Pha phạm lỗi của cầu thủ bên phía Nam Hồng với Thái Bảo. Tình huống đá phạt cho các cầu thủ Việt Đội. Thành ơi.
phản công cho các cầu thủ Nam Hồng. Bóng vẫn đang còn trong sân. Không được. Tình huống căng ngang đã bị Văn Dũng phát hiện ra. Rất hay. Rất tốt, và dứt điểm cũng rất tốt, và pha bắt bóng cũng khá chắc tay của thủ thành bên phía bên đội. Phá bóng rất mạnh của Văn Tú, Tôn Tú. Xuân Hải. Và đẩy người khá lộ của Trung Sơn. Dành cho số 9 Hoàng Hạnh. Đứng trước bóng lúc này là cầu thủ số 6 Hoàng Tôn. Bóng sút này rất khó để tung ra một pha dứt điểm thẳng. Pha dứt điểm thẳng của Hoàng Tôn. Khá hay! Vừa rồi là một pha tung bóc rất hay của cầu thủ mặc áo số 19 Việt Hoàn. Người vừa ít phút trước cũng có một pha dứt điểm bằng chân trái. Đây đã là pha dứt điểm thứ hai liên tiếp của cầu thủ này. Thái Bảo đang có bóng, chuyền sang hay không? Hơi nhẹ rồi. Là Xuân Hải, nhưng pha dứt điểm của Xuân Hải thì không chính xác. Hai đội đang bỏ lỡ rất nhiều cơ hội kể từ đầu trận. Đặc biệt là cầu thủ Nam Hồng. Ở trong hiệp 1 thì cầu thủ Nam Hồng đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Có vẻ cầu gôn ở bên phía tay trái này đã có ma. Hiệp 1 thì cầu thủ Nam Hồng bỏ lỡ rất nhiều. Trong khi đó hiệp 2 cầu thủ Việt Nội cũng đã bỏ lỡ những tình huống nguy hiểm. Không có gì nguy hiểm cả. Trận đấu cầu thủ Việt Nội chơi rất lăn xả trong những tình huống vừa rồi. Sai bảo. Một pha dứt điểm hơi chậm một chút. Pha đẩy bóng hơi dài đã khiến cho nhịp sút bóng của cầu thủ này bị chậm lại. Cũng là cơ hội để cầu vệ bên phía Nam Hồng mang ra. Và chuyền bóng hơi mạnh của số 19 Việt Hoàn. Hậu vệ cánh trái của Nam Hồng đã chơi rất sông sáo trong những phút thi đấu vừa rồi. Anh liên tiếp góp mặt trong những pha tấn công của đội bóng áo xanh. Xuân Hải, Thái Bảo, pha động tác giả, dứt điểm hơi nhẹ. Pha động tác giả là khá tốt nhưng tình huống dứt điểm thì lại Xuân Hải hết 3-1. Không thể không vào. Dù không thành vừa rồi có đến 3 con ma chăng nữa thì cũng rất khó để cầu thủ bên phía Viên Nội sút bóng ra ngoài khi mà gôn đã không có thủ môn. 2-0. Và người lập công vẫn là cầu thủ số 12 Thái Bảo. Khó khăn đã lại chồng chất thêm khó khăn đối với các cầu thủ bên phía Nam Hồng. Cũng giống như trong trận đấu sáng nay thì các cầu thủ Nam Hồng đang rơi vào trường hợp rất giống các cầu thủ Nễ Pháp. Sau hai trận đấu thì họ chưa có một bàn thắng nào và lại là một bàn thua rồi. Quá dễ dàng. Ngay sau khi lập công của bàn thắng thứ hai thì Thái Bảo đã có một pha kiến tạo cho người anh Xuân Hải. 3-0 rồi. Khó khăn của các cầu thủ Nam Hồng rất giống so với những cầu thủ Nễ Pháp vào buổi sáng ngày hôm nay. Nễ Pháp cũng chưa tìm kiếm được bàn thắng đầu tiên ở giải đấu. Và với Nam Hồng cũng như vậy. Họ có lẽ đã bị vỡ trận.
trong những phút vừa rồi. Thời tiết đang rất thuận lợi để cho các trận đấu bóng đá được diễn ra. Gió mát. Cầu thủ Viên Nội đang chơi rất hưng phấn. Họ chơi pressing ngay từ phần sân của Nam Hồng. Việt Hoàn. Không được. Một pha xuất xa của Xuân Tuấn. Nhưng bóng đi không chính xác. Có vẻ như sự trở lại của trung vệ Văn Dũng bên phía Viên Nội trong trận đấu này đã giúp thế trận phòng ngự của các cầu thủ Viên Nội chắc chắn hơn. Cầu thủ Nam Hồng đang tỏ ra rất khẩn trương. Việt Hoàn tiếp tục là một pha dứt điểm. Dù vậy thì các cầu thủ Nam Hồng cần hết sức khẩn trương, thời gian không ủng hộ họ. Khắc Thành và chuyền bóng không chính xác của Trúc Sơn. Cầu thủ Viên Nội rất chơi rất lăn xả. Vẫn không vào. Có vẻ như các chân sút của Nam Hồng có lẽ là tối nay phải đi giải đen thôi. Hay là người đấy. Nam Hồng đang rất khẩn trương. Họ liên tiếp tung ra những pha dứt điểm. Dù vậy chưa có sự chính xác. Không hiểu điều gì mà bàn thắng vẫn đang lẩn trốn các cầu thủ Nam Hồng. Thì họ có không dưới 5 cơ hội nguy hiểm ở trong trận đấu ngày hôm nay, đặc biệt là trong hiệp đấu thứ nhất. Đáng tiếc cho cầu thủ Nam Hồng. Vừa rồi là một tình huống đánh đầu ngực của cầu thủ số 19 Việt Hoàn. Việt Hoàn là một bên cánh trái nhưng rất tham gia từ tấn công. Rất thích tham gia tấn công. Và anh đã tung ra đến 3 pha dứt điểm kể từ đầu hiệp 2. Tất cả trong số đó đều rất nguy hiểm. Như vậy thì bàn thắng vẫn chưa đến với Việt Hoàn nói riêng và các cầu thủ Nam Hồng nói chung. Ba bàn thắng liên tiếp là những lỗi đá biên.
Tùng Milan đã phạm lỗi với số 12 bên phía Việt Nội. Và che chắn khá khôn ngoan của cầu thủ này. Phản công cho Nam Hồng. 3-1, 2-1. Không được. Văn Dũng đã chơi rất khôn ngoan trong tình huống vừa rồi. Thủ này đang chơi khá tốt. Xuân Hải có chuyền bóng cho cũng phá bảo hay không? Không. Một pha đá bóng khá hời hợt của số 12. Vẫn còn. Tùng Milan. Không được. Liên tiếp là những tình huống dứt điểm của cầu thủ Nam Hồng. Họ đang tỏ ra rất khẩn trương. Có lẽ như vẫn rủi, vẫn đang đeo bám họ. Tiếp tục một pha sút xa, không được. Phản công cho Việt Đội và hơi chậm mất rồi. Xử lý bóng khá chậm. Điều này có lẽ không có một thể trận đấu này. Số 20 là Xuân Tuấn. Chuyển sang. Không được. Pha dứt điểm. Dù vậy thì thủ môn của đội Việt Nội vẫn chơi đảm bảo vị trí của mình. Đây là một trận đấu có lẽ là xuất sắc nhất. Có một chút điều chỉnh chiến thuật ở trong đội hình của các cầu thủ Việt Nội. Lúc này thì Xuân Hải, cầu thủ đã ghi bàn thắng thứ 3, đã là người sẽ thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái. Tỷ số đã là 3-0 và rất khó khăn cho các cầu thủ bên phía Nam Hồng. Ở bảng đấu bảng B được xem là một trong những bảng đấu nhẹ ký nhất của giải đấu năm nay. Không có một đội bóng nào được đánh giá quá cao. Dù vậy thì có lẽ cầu thủ Nam Hồng tình huống phạm lỗi khá nguy hiểm. Có lẽ là sẽ là một chiếc thẻ vàng được rút ra cho số 11 Khắc Thành bên phía Việt Nội. Chính xác là như vậy. Tình huống vào bóng quay lưng rất nguy hiểm.
các cầu thủ bên phía Nam Hồng có sự thay đổi người cuối cùng. Người vừa rời sân là số 8 Hồng Sơn và số 94 Duy Khải là người vừa bước vào sân. Đội Nam Hồng kỳ đến giải đấu với tinh thần giao lưu học hỏi và làm rất là phong trào để các bạn thay đổi người luôn. Đây đã là sự thay đổi người thứ 10 của các cầu thủ bên phía Nam Hồng rồi. Họ mang đến một đội hình rất đông đảo và thay đổi người liên tiếp. Tôn Tú đang là người có bóng. Xuân Hoàng. Việt Hoàng, xin lỗi các bạn. Xuân Hải. Khá đáng tiếc cho các cầu thủ. Cầu thủ Nam Hồng đang rất khẩn trương. Không được, một pha tổ chức đá phạt rất nhanh của Nam Hồng. Dù vậy thì đội bóng này vẫn không thể xuyên thủng được mảnh lưới của các cầu thủ bên phía Viễn Lộ. Không hiểu điều gì đã xảy ra cả. Một pha phạm lỗi của cầu thủ bên phía Nam Hồng. Rồi, Khắc Sơn. Cầu thủ Nam Hồng đã có bóng. Không vào, rất đáng tiếc. Khung thành của bên phía Viên Nội đã rung lên rất nhiều lần rồi, nhưng mảnh lưới của họ thì không. Nhưng pha dứt điểm của các cầu thủ Nam Hồng đi vào xà, đi vào cột sau rất nhiều, rất đáng tiếc cho Nam Hồng. Cá nhân tôi đang rất muốn đội bóng Nam Hồng ấy có một bàn thắng. Rất nhiều khán giả của Nam Hồng đang ngồi ở đây và cũng muốn điều này. Nhưng bóng đá là như vậy, có sự nghiệt ngã. Khi mà mọi thứ đều ngoảnh mặt lại với các cầu thủ Nam Hồng,
thì thật sự rất khó. Không dễ để Nam Hồng phá được dốc khi mà ở trận đấu tiếp theo. Nếu như Nam Hồng không có bàn thắng ở trong trận đấu này thì ở trận đấu tiếp theo khó khăn sẽ lại càng khó khăn. Vâng, tôi đang rất hy vọng rằng cao thủ Nam Hồng sẽ có được bàn thắng. Tỷ số 3-1 thì tối nay lô lại sẽ lại lổ thôi. 13-31 là đẹp hơn là 0-3. Cặp 0-3-30 là hơi xấu hôm nay. Cao thủ Nam Hồng phải hết sức khẩn trương. Thời gian không còn nhiều. Không được, số 6 Văn Dũng đã cắt bóng rất hay. Không được rồi. Văn Hoàn đang có bóng với cánh trái. Rất hay, một pha dứt điểm cận chân của cầu thủ mới được tung vào sân. Nhưng rất đáng tiếc, thủ môn của đội Viên Nội vẫn chơi tập trung. Không may cho cầu thủ Nam Hồng khi mà trận đấu này thủ môn của đội Viên Nội lại chơi khá tốt. Không, trận đấu trước thì thủ môn này đã mắc một số sai lầm dẫn đến trận thua 2-4 của Viên Nội trước cầu thủ trẻ nhuế. Nhưng hôm nay thủ môn Hùng Anh có lẽ đã rút được kinh nghiệm và đã thi đấu một cách chững chạc hơn rất nhiều. Bóng vẫn còn, Văn Phong. Không được. Tiếp tục là một pha dứt điểm không chính xác của Văn Phong. Trong khi đó ở sân số 2 thì có vẻ như cầu thủ Galaxy đã để Trung Hoài gỡ hòa. Giải đấu đang hết sức hấp dẫn. Trung Hoài là một đội bóng có tham vọng. Trung Hoài, trong đội hình của Trung Hoài tôi biết được một cầu thủ là người Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Bản hợp đồng Chiến KT. Tên đang dần quen thuộc hơn với bóng đá Đông Anh. Văn Hoàn đang là người có bóng. Liên tiếp là những pha dứt điểm nhưng có vẻ cầu thủ Nam Hồng đang hơi nóng vội. Càng dứt điểm nhiều từ xa thì thủ môn bên phía Viên Nội càng tự tin. Cầu thủ Nam Hồng Xuân Hải. Xuân Hải đang thi đấu rất tốt ở trong. Vào rồi. Đúng như dự đoán của rất nhiều khán giả cũng như cầu bình luận viên. Đây là phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi. Và có lẽ vâng, không thể khác được, 13-31 không thể khác được. Chính vì vậy các cầu thủ tiền đạo của hai đội liên tiếp là dứt điểm bóng ra ngoài.
mặc dù cơ hội rất ngon. Văn Phong phạm lỗi rồi, một pha kéo người rất lộ của hậu vệ bên phía Nam Hồng. Đây cũng có lẽ là tình huống cuối cùng trước khi trọng tài nổi còi kết thúc 60 phút thi đấu. Đã được phá lên, phản công rất nhanh cho cầu thủ Nam Hồng. Không được. Tài đã xác định Khắc Sơn là người phạm lỗi. Một pha chơi bóng khá kinh nghiệm của Khắc Sơn. Khá đáng tiếc. Mạnh ơi. Văn Phòng vẫn đang rất nỗ lực. Không vào. Thank you.